chào tất cả anh em nhá. Đây, anh em nhìn thấy một siêu phẩm. Thực ra xe thì cũ rồi. Và siêu phẩm này là siêu phẩm sơn mới. Đấy, đây là chiếc xe này của một chủ xe rất là ăn chơi trên hội. Đấy, anh em thấy không, màu sơn mết lên rất đẹp nhá. Sơn này sơn mết, sơn nhám đấy anh em ạ. Nhưng mà khi ánh nắng vào đến đâu nó lại lộ thêm cái màu vàng và rất là đẹp luôn. Đấy, chủ xe này coi như là dành cả thanh xuân chỉ để sơn xe thôi, đổi màu xe anh em nhá. Xe này nguyên bản này là màu trắng. Thế nhưng mà cụ này cũng lại đổi, trước cũng đã đổi một màu sơn xanh rồi. Thế do chưa ưng lắm bây giờ đổi tiếp màu sơn xanh nữa anh em nhìn này. Thấy chưa? Đẹp chưa? Lên hẳn hai màu luôn nhá. Cái này gọi là xanh nhưng lại có thêm tí vàng chanh nữa. Đấy. Rất trẻ trung đấy. Cụ chủ đẹp trai đây à. Đấy, dành cả thanh xuân chỉ để sơn xe đây. Đổi màu xe đây. May thấy màu sơn đẹp quá, sơn quay lên cho anh em xem nhá. Chơi xe Trung Quốc hay thế. Cứ thích là được sơn thôi. Sơn lại rẻ đấy chứ. Đấy. Sơn cả con xe này chả đáng bao tiền cả. Đây là nhân tiện đây quảng cáo luôn cho cụ chủ xe nhá. Đây này, thương hiệu Gold Time. Đấy, quát đồng hồ thời gian vàng. Đấy, thấy chưa? Thế mà cụ này chỉ dành thời gian để sơn xe thôi, cả thanh xuân để sơn xe. Cụ này cụ ấy dán cái logo này rất là đẹp này. Đấy. Logo độ luôn nhá. Không phải là bảo là nhái nhất nhá, logo này thì rất nhiều anh em chơi xe không phải xe Trung Quốc đều độ. Một cái hãng độ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, cái mặt bên này thì nó không có ánh nắng chiếu vào thì nó lại hơi sậm một chút, nên hình ảnh nó hơi sậm một chút. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở cái màu này, màu từ trước giờ sơn rất nhiều màu xanh rồi. Thì hôm nay là mình thấy cái màu này mình cũng rất là ưng. Đặc biệt là cái màu này khi lên chiếc xe Z8 ấy, nó rất là nổi luôn anh em ạ. Anh em nhìn thôi. Rất nổi luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Nhìn phát là thích ngay. Nhưng mà sơn cái màu này nổi quá đi nhà nghỉ nó hay bị lộ anh em ạ. Đấy, nói vui thôi. Cái màu rất là đẹp. Đấy, cụ nào mà lấy X7 đợt tới này chơi cái màu này cũng đẹp luôn này. Rất là đẹp. Anh em sơn xe này thì mẹ hãng lại hay hỗ trợ nữa, nên thành ra là những anh em chơi xe Trung Quốc cứ bảo sao hay đổi màu xe, nhưng mà đúng là đổi cái màu theo ý mình muốn cũng là cái mà cái thú của mỗi chủ xe. Đấy, rất là đẹp luôn. Thực sự nhìn màu sơn này ưng luôn. Đây là sơn mết anh em nhé. Sơn này sơn nhám ấy, không phải sơn bóng đâu. Thế nhưng mà khi ra ánh nắng thì mình cảm giác cái màu vàng nó nổi lên như kiểu là sơn bóng ấy, nhưng thực tế là sơn mết luôn. Đây, quay gần lại cho anh em xem này. Đấy. Nếu mà nhìn xa màu này không ai nghĩ là sơn mết đâu, nhưng mà thực sự đây là sơn mết anh em nhé. À. Đấy, đấy, rất là đẹp. Sơn rất đẹp luôn. Ôi, ông đấy, cụ chủ này có con mắt hơi bị tinh đời đấy. Đổi hai lần màu sơn bắt đầu mới ưng ý. Thành phải đấy. Không biết phải pha mãi mới xong cái màu này anh. Anh không nên còn lâu ra được đấy. Ê, anh cho tí phát biểu nhỉ. Tại sao lại chọn màu sơn này? Cái màu này rất là ưng rồi anh em ạ. Chào anh em nhá. Cái xe này thì thực ra chơi xe thì anh em mua cái xe ấy thì để chơi và để đi, chứ không phải là mua để bán. Nên là khi mà chơi cái xe ấy mình phải xem là cái nào nó thực sự ưng ý với mình, hợp với mình thì mình chơi. Đấy. Và cái xe của tôi đây thì thực sự là đến bây giờ là mình đã bắt đầu là thấy nó rất là ưng ý rồi. Mình thích những cái nó đẹp, mình thích nó thẩm mỹ và mình đã độ những cái logo. Cái logo Brandthon này là cái hãng độ logo nên là nó rất là đẹp. Và anh em nhìn thấy cái mặt ca lăng này nó khác biệt so với những cái mặt ca lăng zin. Đấy. À, ngay cả những cái hoa văn của Trung Quốc này cũng đã thay đổi. Đây, cái mặt ca lăng này thì nó là có những cái trước đây nó là cái mạ chrome hình viên kim cương. Với cả nó dài đến tận đây. Cái logo nó dài. Cái này mình đã thu nhỏ lại rồi. Cụ ấy sơn đen hết. Và cái hoa văn trước đây của xe nguyên bản ấy thì cũng đã được làm lại theo sở thích của chủ xe.
Đấy, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Đây là chiếc xe Joyti Z8 7 chỗ anh em nhé. Chiếc xe này thì cụ này cũng mua được đâu đó khoảng 1 năm. Bây giờ chạy được khoảng 3 vạn km rồi. Thế nhưng mà đổi đến lần sơn này lần thứ 2 rồi. Nguyên bản màu trắng, một lần đổi màu sơn xanh, bây giờ lại sơn xanh tiếp. Trước đây có một cái màu xanh mình cũng đã quay lên cho anh em xem rồi. Thế nhưng hôm nay cụ đổi tiếp cái màu này cho nó ưng ý. Nói thực sự cái màu này lên rất là đẹp luôn. Mình nhìn cái là mình ưng ngay. Cái màu xanh trước thì nó không được đẹp như này. Mà xanh trước thì cụ sơn bóng, nhưng là này sơn mết luôn. Đấy. Hôm nay là chủ yếu là quay màu sơn thôi. Thành ra mình không quay nội thất nữa, vì nội thất thì trước đây video trước mình cũng đã giới thiệu với anh em rồi. Hôm nay sơn thì quay sơn thôi, quay sơn chủ yếu. Quảng cáo luôn cho anh em, những anh em nào mà lấy X7 này, hay những anh em đi xe cũ được vài năm rồi mà muốn sơn lại cho cái xe nó mình nó mới mẻ hơn, đẹp hơn mà mình không phải mất tiền đổi xe, thì anh em chơi thôi. Đấy, xuống hãng Kili Hải Phòng hỗ trợ tận tình. Tuy nhiên đợt này thì gần Tết rồi, chắc là cũng không kịp để làm cho anh em chơi Tết. Mà anh em mà có ý định sơn thì hẹn anh em ra riêng, chúng ta xuống chúng ta đổi thôi. Đấy, rất là đẹp luôn, xứng đáng đâu ấy. Đang giới thiệu tiếp thì cho anh em lại chạy đâu rồi nhỉ? Em có điện thoại. Xem giới thiệu xong đi 3 vạn ấy, xe có vấn đề gì không nhỉ? Thực ra thì có mỗi không? Một cái vấn đề duy nhất của cái chiếc xe này khi mà đi hơn 3 vạn đó là hết xăng. Và chúng ta phải thay dầu anh em nhé. Thực ra thì xe nào thì cũng phải phải chăm chút, cũng phải đi cẩn thận, cũng phải giữ gìn. Bởi vì người ta nói là của biển tại người mà. Nên là nếu mà anh em mà đi cứ phá, cứ đi đâm vào chỗ nọ, đâm vào chỗ kia thì chả có gì bền được cả. Nhưng hiện tại thì đi bây giờ nó vẫn ngon. Có mỗi cái điều chê của con xe này là nó to quá, đi vào cổng hơi khó. Thế mình phải mua cái nhà to lên, làm cái cổng to ra thôi đúng không? Quan trọng là phải có tiền anh ạ. Thực ra là với chiếc xe Joyti Z8L thì 7 chỗ thực sự dài 4m9 thì nó cũng là một cái phân khúc lớn tại Việt Nam tại thời điểm này. Và đặc biệt chiếc xe này thì anh em biết bây giờ giá chỉ có 638 triệu, chưa đăng ký. Nếu đăng ký vào nó rơi vào đâu đó khoảng 700 triệu thôi cho một chiếc xe 7 chỗ thực sự, với chiều dài trên 4m9 này, chiều rộng 1m93 này. Và chiếc xe này thì có một cái động cơ cũng rất là lớn, động cơ 2.0 và 230 mã cơ. Đến thời điểm hiện tại những xe phổ thông ở Việt Nam thì cũng đúng thật là chưa thấy chiếc xe nào vượt qua được chiếc xe này với cái tầm giá này. Còn tất nhiên chúng ta nói những chiếc xe một vài tỷ thì thôi không nói làm gì cả, nhưng với phổ thông thì chiếc xe này chỉ ngang giá với những chiếc Xpander hay là chiếc Mitsubishi Cross hoặc là Suzuki. Cái bản mới ra XL gì đó đấy. Nói chung là 7 chỗ thì có mấy cái mẫu đấy. Thế nhưng mà giá thì cũng xem nhau với chiếc Joyti Z8 này. Mặc dù đây là một thương hiệu Trung Quốc, thế nhưng những thông số kỹ thuật, những cái đặc điểm của xe đã giới thiệu rất nhiều với anh em rồi, thì đây là một sự lựa chọn khá là đúng đắn nếu như anh em lựa chọn chiếc xe 7 chỗ cho gia đình. Còn tất nhiên nếu mà làm dịch vụ thì chúng ta cũng hơi lên băn khoăn một chút, bởi vì với chiếc xe to nặng và động cơ lớn như thế này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng không phù hợp cho anh em chạy dịch vụ thông thường như những chiếc XL7 hay là chiếc Xpander đấy, hay là chiếc Toyota Rush gì đấy. Đấy. Ôi, ok. Hôm nay thì nhân gặp được cụ chủ xe, cụ ấy đến đây cụ sơn xe này, cũng phỏng vấn cụ vài câu. Đấy. Quay lại cái màu sơn này cho anh em, anh em nào mà lấy xe mới hoặc là xe cũ mà muốn đổi màu sơn thì chúng ta tham khảo cái màu sơn này. Nếu các bạn nào thích màu xanh phù hợp cho mệnh mộc hoặc là mệnh thủy
hay là mệnh hỏa thì chúng ta có thể tham khảo nhé. Rồi, xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Và nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé. Ok, xin chào.